nám và tàn nhang không chỉ là những dấu vết không mong muốn trên làn da, mà còn khiến chị em mất đi sự tự tin. Chúng xuất hiện do nhiều nguyên nhân như tác động của tia UV, lão hóa, hóc môn hay thậm chí do tình trạng căng thẳng hàng ngày. Việc chọn lựa một sản phẩm trị nám tàn nhang hiệu quả chính là chìa khóa để giúp bạn giải quyết triệt để vấn đề này. Không nên để nám tàn nhang làm mưa làm gió trên làn da bạn. Thay vì che đi, tại sao bạn không loại bỏ chúng từ gốc? Đây là lý do mà kem trị nám tàn nhang Mela M 50g mẫu mới của Hàn Quốc ra đời để đáp ứng nguyện vọng làm đẹp tự nhiên, an toàn và hiệu quả của bạn hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu thêm về sản phẩm này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Trước khi chúng ta đắm chìm trong thế giới của Mela M, thì hãy nhìn lại chặng đường của dòng sản phẩm Melaqui, đã từng làm lay động thị trường làm đẹp. Melaqui đã khẳng định vị thế của mình với khả năng giảm nám và tàn nhang. Nhưng giờ đây, dòng kem nám này đã được đưa lên một tầm cao mới với phiên bản cải tiến, Mela M. Đây chính là điều khiến bạn không thể bỏ lỡ. Kem trị nám tàn nhang Mela M Ninh Magic Cream không đơn thuần, chỉ là một bản nâng cấp, mà là sự kết hợp của sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ chăm sóc da. Hiệu quả của Mela M được xác nhận gấp 10 lần so với phiên bản cũ, điều này thật khó tin nhưng lại hoàn toàn có thật. Với thành phần cải tiến và công thức độc quyền, Melai mở mang đến lớp nền da mịn màng, đều màu hơn và tự tin hơn. Kem trị nám Mela M Plus đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong việc làm mờ vết nám và tàn nhang trên da. Với thành phần tự nhiên và công nghệ tiên tiến, kem Mela M hứa hẹn mang đến kết quả tuyệt vời trong việc làm sáng và đều màu da. Đồng thời, kem nám Mela M Plus là một sản phẩm chăm sóc da kết hợp giữa công nghệ mỹ phẩm tiên tiến và kinh nghiệm dày dặn của dòng quốc Farmer Sutterco, một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng và đáng tin cậy đến từ Hàn Quốc. Với cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và hiệu quả, dòng sản phẩm này đã tạo dựng được uy tín, nhận được sự tin tưởng từ người tiêu dùng. Kem trị nám Mela M hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không. Shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không? Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Mela M hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.